xin giới thiệu với các bạn, đây là cái cửa gió điều hòa. Cửa gió điều hòa của dòng xe Mitsubishi, cửa gió điều hòa. Đây, cửa gió điều hòa, các bạn nhìn, đây nó sẽ lắp đây, cửa gió điều hòa. Cái này nằm ở trần xe các bạn nhé, cửa gió điều hòa nằm ở trần xe của dòng xe Mitsubishi. Nằm như lắp trên trần, đấy, lắp trên trần, đấy cửa gió điều hòa. Khi chúng ta muốn tắt, muốn bật thì các bạn sẽ điều chỉnh cái này, đấy. Điều chỉnh cái này nó chính là cái điều chỉnh cái lượng gió từ trong cái điều hòa của chúng ta ra. Rồi dòng xe Mitsubishi, đây cửa gió điều hòa. Thì trong quá trình khi mà hiện nay xe chúng ta lưu thông mà chạy xe trên đường một thời gian thì dẫn đến nó bị hỏng mất cái cửa gió này. Thì lúc đó bắt buộc các bạn thay thế để đảm bảo xe chúng ta để vận hành và lưu thông tốt trên đường. Thì phụ tùng Mitsubishi An Việt chuyên nhập khẩu phân phối phụ tùng của dòng xe Mitsubishi tại thị trường Việt Nam. Thì anh em trong quá trình mà các bạn cần phải thay cửa gió thì rất mong các bạn sẽ liên hệ và ủng hộ phụ tùng Mitsubishi An Việt. Website phụ tùng Mitsubishi.vn.